Thưa quý vị và các bạn, giáo dục thẩm mỹ trong trường học là thành tố quan trọng của giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ. Việc học các môn nghệ thuật không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức văn hóa mà còn tạo điều kiện để các em bộc lộ phát triển năng khiếu và hình thành nhân cách. Một tiết học mỹ thuật của học sinh khối lớp 5, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai. Các em học sinh có thể học mỹ thuật theo phương pháp truyền thống, hoặc cũng có thể học mỹ thuật qua các ứng dụng trên máy tính. Việc được tự chủ chuyên môn đã giúp giáo viên môn mỹ thuật được sáng tạo trong việc giảng dạy, kích thích sự sáng tạo và hứng thú cho các em. Từ những cái tiết học đó thì tôi sẽ thay đổi về thời khóa biểu. Ví dụ như bài trong 4 tiết thì tôi có thể cắt đi thành 3 tiết để tự chủ chương trình, làm sao mà học sinh có thể học được và sáng tạo nhất. Và có những em mà có năng khiếu mỹ thuật thì tôi sẽ có cái phương pháp tự chủ riêng để bồi dưỡng năng khiếu cho các em, để làm sao mà các em phát huy được cái năng khiếu và cái khả năng sáng tạo của em nhất. Em rất thích những học mỹ thuật tại vì có học mỹ thuật giúp em có thể tỏa sáng tạo. Bây giờ em không phải có thể lồng ghép cả vẽ trên giấy và vẽ thủ trên máy tính. Bọn em đã được học rất nhiều trên máy tính, ví dụ thiết kế logo, thiết kế những cái ứng dụng qua internet, máy tính. Ở bậc tiểu học, mỗi tuần học sinh sẽ được học một tiết mỹ thuật và một tiết âm nhạc. Thời lượng này thường chỉ đủ đảm bảo truyền tải hết nội dung trong chương trình. Để các em có cơ hội thực hành trải nghiệm thêm thì việc tổ chức các sân chơi, hoạt động ngoài giờ như sinh hoạt các câu lạc bộ nghệ thuật vào cuối ngày cũng là môi trường để các em phát huy năng khiếu nghệ thuật một cách hiệu quả. Ở trường em tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ đàn piano và câu lạc bộ MC nhí tài năng ạ. Khi mà tham gia những câu lạc bộ này em cảm thấy tiếp thu được thêm nhiều kiến thức ạ và tự tin hơn ạ. Nhà trường thì hàng năm hay tổ chức các cái hoạt động liên quan các cái sân chơi để các em được giao lưu, được chia sẻ, được thể hiện tài năng, năng khiếu nghệ thuật của mình để tham gia vào các hoạt động chung của ngành cũng như là của tỉnh. Thì thực sự là cha mẹ học sinh cũng như các em học sinh rất yêu thích các hoạt động này. Mặc dù mỗi nhà trường có phương pháp khác nhau trong giảng dạy môn nghệ thuật, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là phải khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật cho các em để hướng đến bồi dưỡng và phát triển những năng khiếu sẵn có của từng học sinh.